Xin chào thầy và các bạn, em là Lê Minh Vĩ, sinh viên khóa 19 ngành truyền thông. Hôm nay sẽ tiếp tục làm bài tập vi xử lý. Là bài tập phần của tuần hôm nay là về phần ngách, đó là nó sẽ dùng ngách timer 0123 và sẽ hiển thị lên cuối của bàn LCD và nó sẽ hiển thị ba kênh nhiệt độ đo bằng LM35 ở góc bên ở góc đầu hạng phía bên tay trái của LCD, và nó sẽ định thời lần lần sẽ dùng định thời của timer ngắt lần lượt T0 là 0,5 giây, T1 là 1 giây và T2 là 2 giây, và nó sẽ đến với phần mạch rotor. Đó là mạch rotor gồm có ba con LM35 và LCD kết nối theo kiểu 4 bit. LM35 chúng ta sẽ kết nối vào E là chân N5, 6 và 7, và cái bọt D chúng ta sẽ dùng kết nối với LCD. Đó là cái phần code, và đó là cái phần code em viết trên được ở trên lớp. Nó sẽ khai báo là thư viện là dùng ICC 10 bit và sẽ dùng xung là 20 mê, và khai biến là lần lượt các biến là BD0 là BD1, 2 là ba biến dùng trong nét timer 012 là hai biến T012, đó là mà hiển thị cái thời gian đếm của timer 02. Biến K là biến trạng thái để chúng ta dùng để xác định được cái kênh nào lúc nào nó sẽ đo trên LM35. Đây là hàm ngắt timer 0. Cố gắng là như thế này. Trong hàm ngắt nó sẽ tăng cái biến biến đếm ngắt 0 lên, và nó set lại là không number 0 là ở 39. Nên mình sẽ tính toán theo cái công thức này. Để định thời timer 0 nó sẽ dùng timer là 256 trừ cho ra là 0,5 giây là 500 nhân cho F là 20 mê chia 4.000, cho bộ chia trước nó sẽ dùng là 256 và số lần tràn là 45, là nó sẽ được kết quả là gần bằng 39, không phải là 39. Đây, rồi với timer 1 nó sẽ áp dụng 1 giây thì nó sẽ áp dụng cái công thức là mình 65.536 trừ cho 1.000 công thức này luôn, trừ cho nhân cho 20 mê chia cho 4, và bộ chia trước nó chỉ còn 8 và n số lần tràn là 10 và nó sẽ nạp vào là 3036. Tương tự với timer 2, timer 2 thì nó sẽ ra định thời của timer 2 là 2 giây tướng và là 2.000 nhân cho 20 mê chia cho 4.000, và bộ chia trước nó sẽ chọn là 16 và bộ chia sau là 16 luôn, và số lần tràn là 210, là nó sẽ được giá trị nạp, đó là như thế này. Giá trị nạp của thăm 12 là 186, bộ chỉ trước là 16, bộ chỉ sau là 16, giới hạn đếm là 252. Lẽ ra em ta sẽ đếm tới giới hạn đếm là của ba cái thăm mơ đó là từ 00 đến 99, nhưng mà xét luôn đó là 252. Rồi em ta sẽ nạp vào giá trị thăm mơ ban đầu là 39 và nạp vào thăm 12 là 3031 là 336. Tương với thăm 12 thì có phút thăm 12 này không cần cái dòng này. Rồi, đó là phần ngắt hàm ngắt của ADC. Ở đó thì trong hàm ngắt khi nó ngắt thì nó sẽ tăng cái biến K lên, K này tăng chúng ta lát nữa nó sẽ xác định được cái kênh nào của LM35. Mà khi nó lớn hơn 3, tại vì chúng ta có ba kênh nó lớn hơn 3, nó sẽ cho nó bằng con. Ở đó nó sẽ dùng cái biến nhiệt độ là bằng RIC. RIC nó chỉ cho phép là đọc giá trị về, nó chỉ cho 2,046, nên là hàm cái này này chữ sửa dùng bọc E. Bọc E là dùng để có hình cho ba cái con LM35 này nó sẽ không XFF. Còn bọc này là bọc xuất ra thì nó sẽ là bọc D là ở không. Rồi nó sẽ setup có ba phần, nó sẽ setup cái timer 0 là T0 external và bộ chi trước là 256 như chúng ta nói trên, và chi nạp là 39, là nó sẽ enable cái ngắt của timer 1 lên, và tương tự như cái timer 0 lên, tương tự như timer 0 nó có timer 1 là set timer 1 là
T1 external và cái bộ chỉ trước là 8 và nạp là 3036, và cũng enable cái cường ép lên và tương ứng 32 thì nó sẽ khai báo là T2 deep buy 16 là bộ chỉ trước và 252 là cái BR2 là dưới hàng đếm và cái 16 là bộ chỉ sau và đã nạp là 186. Nó áp dụng cái công thức mà tính vô thôi và nó enable cờ lên và ra là cái khai báo ADC. ADC là nó sẽ clock đi 32 và có 3 bọt là bọt 567 tương với mặt của lỗ tới đây này. Kênh N5, N6 là 7 và dùng điện là VDD, VSD và VDD. Và cuối cùng là nó ra một cái cửa ngắt của ADC lên và cuối cùng là nó ra cho phép ngắt toàn cục Interrupt Global. Và trong YQ nó sẽ kiểm tra cái biến đếm ngắt của hay không, nếu mà nó tràn nó bằng 45 là có nghĩa là nó để định thời đủ thời gian thì nó sẽ cho nó về bằng không và tăng cái T0 lên để cho nó đếm, và nếu T0 nó lớn hơn 99 thì nó sẽ quay về một, tương tự như cái của timer 1 là nó sẽ tính lúc nãy là nó sẽ có 10 lần tràn thì nếu mà nó bằng 10 thì nó sẽ thực hiện công việc trong này, và nếu nó lớn hơn bằng 99 nó sẽ trở về một, tương tự như cái timer 2 thì chúng ta đã tính trước là nó tràn là hai số lần tràn là 210 và sau đó nó làm tương tự. Đó là nó sẽ hiển thị LCD là nó sẽ hiển thị cái T0 là giá trị đếm và ở cuối hàng hàng một phía bên tay, là có nghĩa là nó sẽ hiển thị cái giá trị đếm ở bên tay phải và cái nhiệt độ bên tay trái. Nó cũng giải 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 mã và hiển thị lên tương tự như nó bay hôm trước. Đó là đó tham ơn không thì ta tham ơn một và 52 rồi nên tiếp tục sẽ đến với cái phần của ADC là phần khó khăn nhất rồi. Là khi nó trong này nó sẽ tăng lên một thì nó sẽ ở dưới này là một, nó sẽ setup cái channel 5, nó sẽ đo cái nhiệt độ của kênh 5. Ở nơi này chúng ta đã cho phép nó chuyển đổi rồi, mình ta sẽ cho nó bắt đầu nó start only và 232 là cái dấu độ và độ C, và tương tự như nếu cái K bằng 2 thì ta sẽ setup cái trang cái kênh 6 và những cái này thì tương tự luôn với kênh số 5, và nếu K bằng 3 thì nó sẽ kết kênh số 7. Rồi mình sẽ chạy được cái này. Không hiểu là do chắc do là do cái bảng Brutus là tắt cái mình nó bị lỗi gì đó hay sao mà nó cứ nó không hiện một lần mà nó nhảy như này. Thì code thì kiểm tra rồi nhưng mà nó đúng hay không, nó không có sai. Còn phần next ADC thì không hiểu nó bị sao mà nó không hiển thị được phần next ADC bên này. Nó sẽ coi lại. Chứ có phần ngắt thì chúng ta sẽ qua cái phần mà ta dùng không dùng ngắt của ADC. Này có thử một bài là không dùng ngắt của ADC thì nó sẽ hiển thị đúng. Và từ cái này thì tương tự. Cái này thì nó sẽ ngắt tới 1, 2, 0, 1, 2 thôi. Cái này không ngắt cho ADC. Nên thì vẫn tương tự như nãy. Và trong này vẫn kiểm tra nhưng mà riêng cái phần đo nhiệt độ thì nó sẽ set cái channel 5 luôn và nó sẽ đọc giá trị về đọc và chuyển đổi chung trong hoa hàm list ADC và chia cho 27046 nó sẽ hiển thị lên này cho channel 6 và này cho channel 7. Đây là không sử dụng next ADC. Những bài code này em đã code được ở trên lớp mà em xin phép thầy là được sử dụng lại ở trong cái video này ạ. Em cũng không hiểu sao mà nó lại nhảy 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 cái ký tự như này nó không có hiển thị được một lần. Tuy nhiên thì chúng ta không dùng ngắt ADC thì cái điều khiển trên máy của em này nó chạy được, nhưng mà khi dùng ngắt thì nó không chạy được luôn. Nếu thầy có xem được video này thì thầy giải đáp giúp em ạ.
anh ta sẽ xem được cái thời gian nó định thời, tại vì ở đây tính toán nó sẽ có sai số là nó không có chuẩn cho lắm, mà vậy là nó là tương đối. Rồi nó sẽ tăng giảm thử nó được hay không. Nguồn nét này là nó hơi nhanh nhanh hơn là view thì nó sử dụng nó xử lý hơi là lâu. Rồi, bây giờ nó mới nhảy. Bây giờ 28 rồi mà này chưa nhảy. Chắc có thể là nó dùng cái phần ngắt là nó dùng vì chuyển nó dùng nó sẽ xử lý hơi lâu. Mà từ ở ra là kết quả nó sẽ được tương đối. Còn cái phần code bên dùng ngắt ADC nó bị sao thì có thể là do cái trình biên dịch hay là do rotate nó bị gì đó không có mô phỏng được. Nhân đến đây video em đã hết này, nếu thầy có xem được video này thì mong thầy giải đáp được giúp em cái những cái thắc mắc của bên cái phần code không ra dùng nét ADC mà này không có chạy ạ. Em xin cảm ơn ạ.